Chiều ngày 4 tháng 6, đội tuyển U22 Việt Nam bước vào buổi tập áp chót trước khi kết thúc đợt tập trung kéo dài gần một tháng tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ thuộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Với thời tiết dịu mát hơn nhiều so với những ngày trước, tinh thần lẫn thể lực của các cầu thủ đều được đảm bảo ở mức tốt nhất. Trải qua đợt rèn quân bổ ích, về cơ bản không có chấn thương đáng tiếc nào xảy ra với U22 Việt Nam. Bên cạnh đó, ban huấn luyện cũng đánh giá rất tốt về quá trình tập luyện của U22 Việt Nam. Theo lịch, ngày mai 5 tháng 6, các cầu thủ sẽ có trận đá tập nội bộ trước khi chia tay nhau để trở về câu lạc bộ chủ quản. Trong thời gian vừa qua, nó đem lại cho toàn đội biết thêm về chiến thuật cũng như là tập về nhiều về thể lực. Thời tiết ở đây nắng nóng hơn nhưng mà tinh thần với cả sự quyết tâm của đội thì toàn đội đã vượt qua được cái nắng ở đây ạ. Trên đây nó khắc nghiệt hơn ạ. Sự cạnh tranh và các cầu thủ nó lớn hơn. Đây được chuẩn bị để toàn đội biết thêm nhiều về chiến thuật và cả tập rèn về thể lực và ý chí ạ. Chúc các anh thi đấu tốt và đi vào vòng sâu nhất có thể ạ.